Bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Number Computer, và lại là mình Huyền đây. Dell Latitude là một dòng laptop doanh nghiệp cao cấp đến từ nhà Dell. Đối với dòng máy này thì nó có 3 phiên bản 3000 series, 5000 series và 7000 series. Và phiên bản mà ngày hôm nay chúng mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là 7000 series, và cụ thể hơn nó là phiên bản cao cấp của Dell Latitude 7390. Khi mà cái phiên bản này mới ra đời thì nó có giá vào khoảng trên dưới 1.000 USD, tương đương với mức giá khoảng 22 đến 23 triệu đồng tiền Việt Nam. Thế nhưng mà hiện nay nếu mà các bạn ưng ý và muốn sở hữu chiếc laptop này thì chỉ cần bỏ ra với một số tiền chỉ gần 14 triệu đồng mà thôi tại cả Noble Computer chúng mình, thì các bạn đã có thể sở hữu một phiên bản laptop cao cấp Lightning 99% như thế này rồi. Và còn bây giờ thì hãy cùng chúng mình khám phá xem là chiếc laptop này có điểm gì thu hút và hấp dẫn chúng ta nhé. Let's go! Đối với em laptop này thì nó được cho ra đời cách đây khoảng 5 rưỡi rồi. Thế nhưng mà cái độ hot của nó thì vẫn gần như là không hề thay đổi. Mà đối với cá nhân mình thì mình thích những dòng laptop cao cấp mà được cho ra đời sớm như vậy, tầm khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi đổ lại đây. Tại vì sao? Tại vì gần như là theo thời gian thì cái mẫu mã của các dòng laptop hiện nay thì cũng không hề thay đổi quá nhiều, mà kiểu dáng vẫn như vậy. Thế nhưng mà chúng ta lại có một cái giá thành rẻ hơn. Gần như là các bạn chỉ cần bỏ ra một số tiền tương đương với khi mua một dòng laptop trung cấp, nhưng lại có thể sở hữu hiệu năng cũng như là cái thiết kế của một dòng laptop cao cấp, đó là Dell Latitude 7390 này. Đối với em laptop này thì nặng 1,3kg và chỉ dày khoảng 2cm mà thôi, nên là rất tiện lợi trong quá trình các bạn phải mang laptop của mình di chuyển đi đâu đó. Về màu sắc thì như các bạn có thể nhìn thấy đây là một màu sắc hoàn toàn là đen. Về phần vỏ của em laptop này thì được làm từ hợp kim nhôm và magie nên là cực kỳ chắc chắn. Ở cái phần mặt chữ A này thì cũng có cái logo Dell được làm từ kim loại, nên đây gần như là một cái điểm nhấn cho chiếc laptop này. Đối với chiếc laptop này thì ở cái phần mặt chữ A này thì nó cũng hơi bị bám vân tay một chút, thế nhưng mà không hề quá rõ đâu. Và khi mà các bạn sử dụng chiếc laptop của mình lâu thì vẫn trông chiếc laptop của mình khá là sạch sẽ. Và đối với chiếc laptop này thì gần như có cái nhược điểm là chính là các bạn không thể mở chiếc laptop bằng một tay được, nó khá là khó. Nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có một bản lề làm từ kim loại chắc chắn, và khi mà mình giơ chiếc laptop của mình lên và rung như thế này thì cái phần màn hình của nó cũng không hề bị lung lay. Và có lẽ để mà nói về chiếc laptop này thì mình sẽ dùng hai từ, đó chính là chắc chắn và bền bỉ. Chiếc laptop của chúng ta sở hữu màn hình là 13,3 inch Full HD trên tấm nền là IPS, nên là chất lượng hình ảnh hiển thị trên màn hình thì luôn rõ ràng và sắc nét cho chúng ta quan sát. Về phần bìa màn hình thì cũng được nhà Dell gọt mỏng hai cạnh bên và dày hơn một chút ở phía trên, và đương nhiên thì dày như thế này thì vẫn để lại cho chúng ta webcam cũng như micro để thuận tiện hơn cho quá trình call video với người thân, bạn bè, và đặc biệt là trong quá trình mà chúng ta phải học online trong đại dịch Covid-19 thế này, đúng không nào? Đối với cái việc mà cắt gọt mỏng viền màn hình như thế này thì sẽ cho chúng ta một cái chiều quan sát rộng hơn và thoải mái hơn khi mà chúng ta phải nhìn vào màn hình một cái thời gian khá là lâu. Đối với chiếc laptop này thì cũng được gập mở 180 độ, và khi mà các bạn gập mở đến khoảng 135 độ thì cái phần màn hình của laptop nó sẽ tự nâng lên một chút. Thứ nhất là để vừa với cái tầm mắt của chúng ta, và cái thứ hai là chính là bảo vệ cái mặt chữ A không bị quá là sát với cái phần mặt bàn chúng ta để. Đối với cái chất lượng hiển thị trên màn hình của chiếc laptop như thế này, cũng như cái phần viền màn hình được cắt gọn bỏng như này, thì mình nghĩ rằng là cũng đủ để cho các bạn có thể làm cái đồ họa nhẹ trên chiếc laptop này rồi. Thế nhưng mà làm đồ họa trên một chiếc laptop 13,3 inch thì có vẻ như là không được thoải mái lắm, đúng không nào? Nên là mình vẫn nghĩ rằng sẽ tùy nhu cầu sử dụng của các bạn và cái nhu cầu chính của các bạn cần trên chiếc laptop của mình là gì, mà mình mong rằng các bạn sẽ lựa chọn được một chiếc laptop sao cho phù hợp nhất. Và đối với chiếc laptop này thì cũng được phủ một cái lớp chống chói, nên là khi mà các bạn để chiếc laptop của mình ở dưới cái cường độ ánh sáng khá là cao thì cái chất lượng cũng như là nội dung hiển thị trên màn hình thì vẫn đủ tốt, và cái nội dung hiển thị thì nó cũng vừa sáng và để cho chúng ta có thể quan sát nội dung một cách dễ hơn. Tiếp đến là phần bàn phím. Đối với kích thước của các phím ở trên em laptop này thì nó nhỏ hơn một chút so với cả các phím tiêu chuẩn. Mặc dù khoảng cách của các phím thì ở mức là ổn, thế nhưng mà đối với những bạn nam mà có bàn tay hơi to một chút xíu thì khi mà các bạn để 10 ngón tay lên trên bàn phím như thế này thì có vẻ khá là chật. Thế nhưng bù lại thì chúng ta có một cái cảm giác gõ phím khá là sướng tay trên một dòng laptop cao cấp như thế này, và thậm chí là nó có thể cạnh tranh ngang được với cả ThinkPad của Lenovo. Khi mà chúng ta gõ phím thì các phím cũng khá là êm ái và đem cho chúng ta một cái cảm giác nhẹ nhàng ấy.
Mặc dù Duy chỉ có cái phím backspace là khi mà chúng ta gõ thì hơi có tiếng cách cách một chút. Thế nhưng mà nếu như bạn không phải là một người quá là cầu toàn và một người đòi hỏi quá nhiều từ một chiếc bàn phím của máy tính thì mình cảm thấy nó vẫn không sao cả, nó vẫn ở cái mức mà có thể chấp nhận được. Còn về cho phần touchpad thì touchpad Duy khá là mượt mà và có các phím bật lý tách riêng biệt. Mặc dù đây không phải là cái phần touchpad tốt nhất hiện nay, thì nhưng mà bù lại tất cả những cái cử chỉ trên touchpad của các bạn dù là nhanh hay là chậm thì đều được touchpad nhận diện một cách dễ dàng nhất và đem lại cái cảm giác sử dụng khá là tốt cho người dùng. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn các cổng kết nối của em laptop này. Đầu tiên là ở phía bên cạnh phải của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cổng mạng LAN, cổng USB, cổng micro SD, khe cắm thẻ SIM 4G và một jack cắm tai nghe. Còn ở phía bên cạnh trái của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cổng nguồn, cổng Type-C, cổng HDMI và thêm một cổng USB nữa. Đối với một dòng laptop cao cấp đến từ nhà Dell và nhà Dell vẫn để lại cho chúng ta gần như là tất cả các cổng để cho các bạn có thể sử dụng mọi tác vụ hàng ngày. Về hiệu năng, chiếc laptop của chúng ta sở hữu CPU Intel Core i5 8350U, RAM là 8GB, VGA Intel UHD Graphics 620, ổ cứng SSD là 256GB. Về chủ quan, mọi thứ thì đều hoạt động trơn tru bởi chiếc laptop của chúng ta sở hữu một cấu hình tương đối là mạnh. Các chương trình khởi động thì vô cùng nhanh chóng và quá trình tải các chương trình xong cũng chỉ mất vài giây. Và thậm chí là khi mà chúng ta đang nhận nhiều tác vụ nặng thì cũng không hề gây ra bất kỳ sự cố nào trên chiếc 7390 này. Chiếc laptop này là một chiếc laptop nhỏ gọn nhưng mà có bộ vi xử lý là 4x8 luồng và có thể so sánh với cả XPS 9350 chỉ có 2x4 luồng mà thôi. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ tổng kết và đánh giá một số điểm nổi bật trên em laptop Dell 7390 Latitude này cho các bạn nhé. Đầu tiên là về thiết kế thì em laptop này sẽ có cái xu hướng thiết kế nghiêm túc hơn thay vì là cái thiết kế phóng khoáng như là XPS. Và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn chút đó chính là nếu như các bạn muốn sở hữu một em laptop cao cấp thì cũng không cần phải bỏ ra một số tiền quá lớn làm gì cả. Tại vì là nếu như các bạn có thể so sánh về kiểu dáng mẫu mã của em này với cả những em mới ra của nhà Dell thì nó cũng không khác nhau là bao. Mặc dù là đối với em này thì các bạn thậm chí là chỉ cần bỏ ra một số tiền tầm trung thôi là đã có thể sở hữu được nó rồi. Và hơn nữa thì tại cả Noble Computer chúng mình thì đang bán em này với mức giá là gần 14 triệu đồng cho một em Lightning 99% như thế này. Ok, phần review cũng như là đánh giá nhận xét của chúng mình đến đây thôi. Còn nếu như các bạn muốn chúng mình đánh giá hay là nhận xét thêm những cái em laptop nào nữa thì các bạn có thể comment ở bên dưới cho chúng mình biết nhé. Còn giờ thì bye!